Nếu hồi đó không có sự giúp đỡ của quân tinh nhuệ Việt Nam thì Campuchia không có thể giải phóng đất nước được đâu. Tôi tính toán hồi đó là nếu dựa vào lực lượng của Campuchia thì ít nhất cũng phải dùng cái 5 năm. Nếu mà 5 năm thì dân Campuchia chết hết rồi. Chỉ trong 4 năm cầm quyền, chính quyền Khmer Đỏ đã giết gần 2 triệu người Campuchia, gây tội ác dã man trên lãnh thổ Việt Nam. Quân Pol Pot giết và bắt đi mất tích hơn 30.000 dân thường tại các xã biên giới của Việt Nam. 400.000 người dân mất nhà cửa, trên 3.000 nhà bị bỏ hoang, nhiều nhà thờ, trường học, chùa chiền bị chúng đốt phá.